Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Trong đêm nay, do áp thấp và khối không khí lạnh suy yếu, các tỉnh miền Bắc mưa rải rác, nền nhiệt duy trì trong khoảng từ 19 cho tới 22 độ. Sang ngày mai, ở Bắc Bộ giảm mưa, trưa chiều trời có nắng trở lại và nền nhiệt tăng lên ở mức từ 27 cho tới 30 độ. Ảnh hưởng của không khí lạnh, nén rãnh áp thấp chủ yếu gây mưa ở khu vực phía Bắc miền Trung là ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nền nhiệt từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong ngưỡng từ 21 cho tới 22 độ. Còn ở các tỉnh Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nền nhiệt cao hơn từ 23 cho tới 26 độ. Sang ngày mai, miền Trung trời có nắng trở lại, tuy nhiên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nắng yếu và nhiệt độ duy trì từ 29 cho tới 32 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận tiếp tục có nắng, nhưng chiều và tối ở khu vực Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và rông nhẹ. Nền nhiệt độ giao động trong ngưỡng từ 31 cho tới 33 độ. Lui xuống phía Nam, trong đêm nay Nam Bộ cũng như là ở Tây Nguyên còn có nơi có mưa. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực Tây Nguyên là từ 19 cho tới 22 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 24 cho tới 26 độ. Sang ngày mai, cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rông nhiều trở lại về chiều và tối. Ở Nam Bộ, có nơi có mưa to, kèm theo đó là nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Nam Bộ sẽ là từ 32 cho tới 34 độ, còn ở Tây Nguyên giao động từ 31 cho tới 33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, hầu khắp biển Đông đều có gió Đông Bắc, khu vực phía Bắc Giữa và nam của Biển Đông cũng như huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió đông bắc mạnh ở cấp 4, cấp 5. Riêng khu vực phía nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa có khả năng xuất hiện mưa rào và rông làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ 4 đến 10 km, kèm theo khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông. Thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh Tại khu vực miền Đông trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 cho tới 29 độ. Các địa phương Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều thuộc khu vực miền Tây của tỉnh cũng có mưa, mưa rào về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 cho tới 29 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết tại khu vực thành phố Hạ Long đêm và sáng sớm có mưa rào, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 23 cho tới 29 độ. Ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên ngư trường, có mưa rào về đêm và sáng sớm, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 24 cho tới 29 độ.